Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2019, Ban thường vụ Yên đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội cơ sở cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội cơ sở, tìm ra những nhân tố mới tích cực để từ đó thúc đẩy hoạt động phong trào cơ sở phát triển, đồng thời cũng góp phần tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận trong tương lai. Lớp tập huấn nhằm quán triệt sâu sắc đầy đủ những nội dung cơ bản nhất các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng đoàn các cấp tới mỗi đồng chí cán bộ đoàn hội cơ sở, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương qua lớp tập huấn giúp cho các học viên có cơ hội giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau từng bước đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương đơn vị đi vào nề nếp hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong hai ngày tập huấn, các học viên được học tập quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết 4 năm NQTU của Bộ Chính trị, chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy vai trò của Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội các xã thị trấn trong trường học, một số kỹ năng công tác đội cần thiết, các phương pháp cơ bản Bí thư đoàn cơ sở và kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể.